Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn một năm mới nhiều may mắn và nhiều sức khỏe. Thì hiện tại thì đang có mặt ở miếu Bà Chúa Xứ ngày mùng 1 Tết Tây để xem cái khung cảnh cô chú đi về đây để cúng lễ đầu năm như thế nào ha. Xin mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi. Hiện thấy là cũng khá là đông xe cũng như là cô chú đang đi lễ ở phía trong rồi. Rồi bây giờ mình vào bên trong luôn nha. Xe nhà luôn anh ơi. 1 có một anh bưng quyêu con heo quay thì cúng luôn. Lên luôn nha. Khi mà quý cô chú đi từ bên cổng sau đường Châu Thị Tế vào bên trong thì ở phía bên tay phải của mình sẽ có cái khu vực là lò đốt giấy tiền vàng vàng mã của các cô chú mà đã cúng xong thì sẽ đem ra khu vực bên này để đốt. Wow, bên trong là rất là đông luôn nè. Em phải nói chị để lối đốt đó. Người liên tục ở bên trong rất là đông luôn, đứng cúng ở bên trong rất là cái khu ở phía sau này là mọi người mang đồ cúng xếp ra bên ngoài, có trái cây là giấy tiền vàng mã thì mình sẽ xếp ở bên đây. Vừa cúng bên trong mà cúng ở phía bên ngoài luôn, sẽ có những cái bàn để mà mình đặt những cái phần cúng cũng như là đốt đèn cầy hoa ở phía trước của những con heo quay luôn. Mình thấy ở đây là nhiều người là có điều kiện hơn xíu thì có thể là cúng heo quay. Trước đây là Tết âm á, thường đó rất là đông, Tết âm lịch á, tháng giêng của mình á, là ở đây là không còn khoảng trống luôn.
Ồ đây anh. Lúc cây nhang loại lớn luôn ha. Đây nè anh à. Ở phía trên cao một tầng để quay lại cái hình ảnh ở phía dưới, cái khung cảnh xung quanh bên trong cũng như là bên ngoài, dòng người đang đi vào để viếng bàn. Buổi sáng Tết Tây 1 tháng 1 cũng không đông lắm, nhưng mà thấy là cũng khá nhiều cô chú anh chị là mình viếng bà ở đây. Để cô chú gần xa thường là sẽ chọn thời điểm đó là Tết âm lịch tháng Giêng, cũng như là viếng từ tháng 2, tháng 3, tháng 4 là cái thời điểm là cô chú về đây cực kỳ đông. Còn hiện tại thì Tết Tây thấy là không có nhiều, không có đông. Ở phía trong này là phòng trưng bày những cái vật phẩm, áo bà nè, rất là lớn luôn ha. Hiện vật trưng bày là do khách thập phương cúng bà rất là nhiều luôn, có những cái có địa chỉ nè, có thời gian mọi người cúng là ngày nào thì sẽ được ghi cái thông tin ở phía trước. Đây, tạ ơn bà. Khách hàng ở Long Thành, Đồng Nai cúng vào 2004. Đây là giờ cúng vàng ha, chủ yếu là phải là vàng nè, áo bà. Áo bà rất là lớn luôn. Rất là đẹp. Wow. Đây là có áo, có mũ luôn, có áo và có mũ bà luôn. Này là của An Giang nè, chủ tịch ủy ban tỉnh An Giang. Đây có những cái trụ rần, những cái cột thì sẽ là những cái phần là khánh vàng, khánh vàng để cúng bà. Còn đây là cái mũ bà này, nhưng mà cái kính nó hơi mờ ha. Cái kính nó hơi mờ, không thấy rõ. Wow, mình có một cái bảng tiền đô. Bảng tiền đô. Đúng, mọi người đang làm gì ta? Đâu vô làm thử coi.
hoa này sao mà rơi được, nó tự rớt luôn á, nó tự rớt vào bàn tay mình đó. Tại hiện đang có mặt ở cổng chính là con đường vòng núi Sam. Thì con đường ở đây thời tiết hiện tại là thấy mây khá nhiều, mát, nên là thấy cô chú cũng đi nhiều hơn đó. Không biết là hôm nay có mưa không nữa, mà thấy nay mây hơi nhiều nha. Hôm qua là nắng hơn, hôm qua 31 tháng 12 nắng hơn, hôm nay qua năm mới cái nó hơi mây. Nên đường phía sau này cũng không đông lắm nè. Nhưng em thấy là đông hơn ngày hôm qua. Ừ, đông hơn qua một xíu. Và bây giờ tầm khoảng 10 rưỡi rồi nên thấy mọi người là hành khách tới là cũng đang chuẩn bị về. Ở phía bên này vẫn là bán mắm, bán những cái đồ lưu niệm nè. Dạ, chủ yếu là cô chú cứu xong rồi ra về thôi. Còn rớt nhưng mà bị xe cán rồi. Phía bên tay phải là có chùa Phật thầy Tây An nè. Cô chú mà đi miếu bà xong mà có muốn vào cúng chùa thì mình có thể ghé Tây An cổ tự, cũng kế bên luôn. Nay mình có thể đi cái đường này để ra cổng sau luôn. Giờ mình đi cổng này luôn đấy ha. Đây là đường Tân Lộ Kiều Lương thì giao với Châu Thị Tế, thì mình đi đường Châu Thị Tế sẽ ra cổng sau. Đường rộng ha. Đường đây rất là rộng. Ngã ba. Hồi xưa ở đây là khi mà lễ rước ông Châu Sương á, thì cái đoạn này là cái đoạn mà ông Châu Sương đi một ngày xong về tới đây rồi sau đó vào trong miếu bà trình bà. Thì cái đoạn đường này là kín người luôn. Kín người luôn, giống như là mình chuẩn bị cao đao mừng năm mới vậy đó. Rất là đông. Bảy người luôn. Đó thì nguyên cái khổ này nè. Nhưng mà ông đứng ở đây ông làm lễ làm này kia lâu lắm, tại vì hồi xưa nó là ngay chỗ này là gọi là chỗ mà gọi là tai nạn rất là nhiều á đó, cho nên là ông cũng phải đứng chỗ đó để làm lễ rất là lâu. Ở miếu bà Chúa Xứ thì mình sẽ có một là mùa vía bà là những cái tháng đầu năm, diện hàng bà tháng tư. Cái thứ hai nữa đó là rước ông Châu Sương, đó là hai cái lớn ở miếu bà Chúa Xứ, khu vực núi Sam này. Cái đường lớn Tân Lộ Kiều Lương là thường là khi mà các cô chú ở địa phương khác về đi xe khách hoặc là xe máy về là sẽ đi cái đường này nè, sau đó là quẹo phải vào con đường Châu Thị Tế để mình tìm chỗ gửi xe và mình vào cái cổng sau của miếu bà. Rộng luôn, nhưng mà tới mùa là kín xe hết.
Và khi mà mình đi những cái mùa lễ hội á, thì mình mùa lễ cũng như là mùa mà với bà thì mình phải lưu ý về vấn đề tư trang, phải giữ thật là cẩn thận, tại vì xảy ra cái hay xảy ra những cái vấn đề trộm cắp, cướp giật nữa, cho nên là mình phải lưu ý về vấn đề là giữ tư trang của mình cho thật cẩn thận nha, nhất là vô chỗ đông người và đặc biệt là trong chỗ thờ cúng mà đông người là kẻ gian rất là dễ lẫn vào trong đó để mà mình để họ thực hiện những cái hành vi mà lấy đồ đó, nên mình phải lưu ý đó là điều rất là quan trọng luôn khi mà mình đến chỗ đông người. Ở con đường cổng sau Châu Thị Tế thì có những cái chỗ gửi xe giá là 10.000, thì thấy đi lúc mấy lần rồi, 3-4 lần rồi, giá vẫn là 10.000 dù là mùa lễ đông. Rồi cô chú mà đi vào Châu Thị Tế xong đối diện cái cổng sau á, đối diện cái cổng để mình vào á, là có những nhà gửi xe và thì cũng hay gửi chỗ đó, là 10.000 một lượt. Như vậy là hiện tại là Thiện đã đi xong một vòng bên trong để xem các cô chú viếng bà, sau đó là một vòng núi Sam và đường Châu Thị Tế. Thấy được tình hình là hiện tại thì cũng không có quá đông cô chú về đây cúng thích tay, thường thì Tết âm sẽ đông hơn, nên là cô chú nếu mà mình muốn thông thả mình đi cúng thì mình có thể là cúng trước Tết âm thì nó sẽ thoải mái hơn, còn thường thì Tết âm hoặc là những cái mùa vía bà lớn thì sẽ cực kỳ đông và cũng dễ xảy ra những cái tình trạng trộm cắp đáng tiếc xảy ra, nên bây giờ nên cô chú có thể là tranh thủ nha. Bây giờ thì dừng video tại đây luôn. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.